Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày. Người lai máy và bước tiến hóa tiếp theo của nhân loại. Nhiều ý tưởng kỳ lạ của các bộ phim Hollywood đang dần trở thành hiện thực, trong đó có người lai máy. Cyborgs, sinh vật cơ khí hóa, là khái niệm xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước, được sử dụng nhiều trong văn học và điện ảnh. Giờ đây, nó đã chính thức hiện diện ngoài đời thực và được xem là bước tiến hóa tiếp theo của loài người. Trong phòng thí nghiệm, Bill, một người bị liệt tứ chi, đang ngồi trên xe lăn, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Hai sợi dây cáp trông giống như xúc tu, nối hộp sọ anh ta với máy tính đặt gần đó, gửi thông tin từ não đến các điện cực cấy ở cánh tay và bàn tay. Nếu thử nghiệm thành công, Bill có thể cử động trở lại. Đây là cảnh đầu tiên trong phim tài liệu có tựa đề I am human, tôi là con người. Với công nghệ hiện đại, một ngày nào đó, Bill có thể điều khiển những bộ phận cơ khí bằng sóng não của mình. Điều đó sẽ mở ra một tương lai mới cho nhân loại. Theo Futurism, hình ảnh về quá trình thử nghiệm trên Bill chưa giống lắm với những người lai máy xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh Hollywood, nhưng nó là khởi đầu cho một bước tiến bộ lớn. Hiện nay, có hơn 200.000 người trên thế giới đang được cấy chip kỹ thuật số vào não bộ. Hầu hết người này là bệnh nhân Parkinson đã trải qua phẫu thuật kích thích não sâu DBS với hy vọng cải thiện tình trạng rung và các triệu chứng khác. DBS đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ, mở ra cơ hội thử nghiệm cấy ghép não đối với một loạt căn bệnh bao gồm béo phì, nghiện, rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD và trầm cảm. Trong bộ phim tài liệu, công nghệ mới đã hỗ trợ rất nhiều cho Anne, một nghệ sĩ mắc bệnh Parkinson. Steven, người khiếm thị trải qua phẫu thuật võng mạc, đã nhìn thấy hình dáng cơ bản của đồ vật. Với sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật cấy ghép các bộ phận nhân tạo vào cơ thể người đang phát triển rất nhanh và liên tục phá vỡ giới hạn. Với Bill, Anne và Steven, họ phải mạo hiểm tham gia thử nghiệm can thiệp vào não bộ để hy vọng lấy lại các chức năng bình thường của cơ thể. Nhưng những quyết định này cũng có ý nghĩa lớn với tương lai của nhân loại. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai cũng có thể nâng cấp cơ thể? Những khía cạnh nào của con người sẽ thay đổi? Ai là người quyết định tất cả việc này? Tuy nhiên, chắc chắn rằng vấn đề khoa học và đạo đức sẽ phải được giải quyết ổn thỏa trước khi con người tự mình làm thay công việc của tạo hóa. Từ khoa học.tv, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.